Đây là tóm tắt các phương pháp điều trị phục hồi chức năng này mình học rồi đó, giờ ôn lại thôi. Có những cái học rồi, có những cái chưa học. Tại lúc IN thì học rồi, còn IA thì chưa. Thì đây là các phương pháp điều trị trong thì thứ nhất là phương pháp số 1 là đọc. Số 2 là vật lý trị liệu. Thứ ba là hoạt động trị liệu. Hoạt động trị liệu như là hôm tuần này học này không biết lớp IA học chưa. Thứ tư là ngôn ngữ trị liệu và thứ năm là dụng cụ phục hồi chức năng. Qua thứ nhất nha. Vận động trị liệu đây là phương pháp điều trị số 1 trong chuyên ngành phục hồi chức năng. Tắt cho các bạn. Thì bài tập thứ nhất là bài tập thụ động. Bài tập thụ động thì mục đích của nó thứ nhất là phòng được cứng khớp. Thứ hai là phòng co rút mô mềm quanh khớp. Thứ ba cảm thụ bản thể. Và thứ tư các biến chứng do bất động khác. Nha, thì các bạn nhìn vô mục đích của bài tập thì các bạn sẽ chỉ định được hơn gì hết. Chỉ định thức cơ bậc 01 nha, bệnh nhân hôn mê hoặc là bệnh nhân đau hoặc là sau khi mổ trường hợp nó rất là bệnh rất là nặng. Trong bài thì đây là bài thụ động nha. Thứ hai là chủ động có trợ giúp thì mục đích của nó là gồm có mục đích của bài tập thụ động cộng thêm với tăng sức cơ. Chiều tối nay lớp N thi nè. Chỉ định cho sức cơ bậc 2. Bài tập thứ ba tự do cũng là mục đích của nó là gồm có mục đích của bài tập thụ động cộng cái tăng sức cơ, chỉ định cho sức cơ bậc 3. Các bạn mình có ba bài á, ba đại bài này đúng là mà tập theo tầm vận động của khớp, tức là khớp có tầm độ bao nhiêu thì tập bấy nhiêu, chuyển từ từ nha. Tuyên là thụ động nè, bệnh nhân liệt khớp nè, sau đó tăng lên được chút xíu sau đó tăng lên nữa nè. Qua bài số 4 là tập có kháng trở thì mục đích của nó là vừa tăng sức mạnh và tăng sức bền luôn nha. Chỉ có thằng này là tăng được sức bền thôi, tăng được sức mạnh rất là nhiều. Chỉ định cho cơ bậc 4 bậc 5. Bài tập kế tiếp là bài tập kéo giãn. Bài tập kéo giãn này là sẽ lấy lại tầm vận động khớp, nó chỉ định cho bệnh nhân bị hẹp do co rút mô mềm. Bài tập nữa đó là bài tập vận động trị liệu chức năng. Bài tập này mục đích của mình là giúp cho bệnh nhân làm các vận động thô á, cái này gọi là vận động thô nha, tức là ở trên giường, tức là nằm ngửa rồi chuyển sang nằm nghiêng nghiêng sấp rồi đó, thì nằm chuyển sang ngồi, rồi ngồi chuyển sang đứng, đứng sang đi. Nhưng bạn hạn chế này nha, khi mà hạn thầy trở ngồi đứng, mình sẽ tập cho bệnh nhân đó. Tóm tắt nguyên cái bài vận động trị liệu được có nhiều đó, dạng này mình sẽ áp dụng nha. Rồi qua phần kế tiếp là các phương thức vật lý trị liệu. Đây là phương pháp cái nhóm điều trị mình đã rất là nhiều, nhưng mà nó là phương pháp điều trị hỗ trợ cho vận động. Thì mình có thứ nhất nóng nha, này tác dụng là nhiệt nha, mà là nhiệt nóng nha. Thì nhiệt nóng thì mình có hai nhóm. Thứ nhất là nhiệt nóng nông. Nhiệt nóng nông thì tác dụng không quá 2 cm dưới da. Thì đại diện của nó thì gồm có hồng ngoại nè, túi nóng ẩm nè, parafin nè, túi nước nóng nè, các bạn khăn nóng. Thứ hai là nóng sâu. Thì nóng sâu tác dụng rất là sâu, 2 cho đến 5 cm dưới da. Thì đại diện của nó là nè, siêu âm trị liệu nè. Thì tác dụng điều trị chính nha của tất cả các nhiệt nóng đều chống hệt nhau hết, đó là giảm đau, giãn cơ hay là giãn mô mềm nói chung, và tăng tuần hoàn hay gọi là tăng cung cấp máu đó. Thứ nhất là bệnh nhân đau thường là bán cấp và mãn tính nha, ít khi nào chỉ định trong cấp tính lắm, có chỉ định nhưng mà rất ít. Khi mà chỉ định thì bắt buộc phải theo dõi cẩn thận lắm,
khi mà triệu chứng lâm sàng bệnh nhân mà nặng hơn thì mình sẽ ngưng. Và chỉ định kế tiếp là hạn chế tầm vận động khớp, tức là nó được chỉ định trong hạn chế tầm vận động khớp lý do là nó sẽ trợ giúp cho bài tập kéo giãn đó nha. Đây là nhiệt nóng, là nhiệt lạnh. Nhiệt nóng và nhiệt lạnh là gồm đại diện của nó nè: chùm đá, tủ đá nè, tủ lạnh gel, phun hơi lạnh, xoa bóp với nước đá hoặc là ngâm nước lạnh. Tác dụng chính là nó là giảm đau, giảm sưng nha, giảm đau, giảm sưng nha. Nó cũng giảm tuần hoàn luôn, để nó co mạch thì nó giảm sưng á. Ở trên tác dụng của nhiệt nóng giãn mô mềm thì ở dưới là không có giãn nha, ở dưới nó co mô mềm thêm á. Chỉ định trong trường hợp đau và sưng cấp tính do chấn thương. Đây là hai phương pháp đầu tiên, nhiệt nóng và nhiệt lạnh. Phương pháp kế tiếp là điện. Điện thì mình có thứ nhất bộ nhớ, đó là dòng then và dòng giao thoa. Tác dụng của hai đứa này là giảm đau, nó chỉ định trong trường hợp đau nha. Cứ đau là chỉ định hai đứa này. Điện kế tiếp là kích thích cơ khi cơ còn thần kinh ngoại biên, là nó là MES đó nha. Thì tác dụng của nó chính là kích thích cơ. Thì chỉ định nè, trong trường hợp bệnh nhân tăng sức cơ sau bất động bột, bó bột, thoái hóa khớp gối, sau phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước chéo sau, sau phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo, nhân liệt nửa người hoặc là liệt hai chi dưới. Dòng điện kế tiếp là EMS, là nó chỉ kích thích cái cơ khi cơ mất thần kinh luôn, mất kinh luôn. Thì chỉ định trong trường hợp liệt dù tay, liệt dây kinh thông theo ngoài. Cái này là ví dụ, cũng ví dụ thôi nha, còn nhiều trường hợp liệt lắm nha bạn. Rồi phần điện nữa, đó là FES. FES chính là điện chức năng nha. Tác dụng là giúp cho bệnh nhân thực hiện các hoạt động chức năng, ví dụ như chức năng tầm nắm. Một phần điện kế tiếp đó là điện giảm sưng nha, tăng tuần hoàn hoặc là điện lành vết loét, là dòng này nè. Chỉ định cho trường hợp sưng hoặc là loét da. Điện kế tiếp là điện dẫn thuốc nha, tác dụng đó là tùy theo loại thuốc nha bạn, giảm đau, giảm sưng, giảm gì nhiều lắm nha. Thường là chỉ định trong trường hợp đau như vậy, tùy theo loại thuốc nha, để diệt khuẩn nữa đó, nhiều lắm. Còn có hai nhóm đó, một nhóm bị dòng dương và nhóm bị dòng âm á. Đây là tóm tắt xong phần điện. Phần kế tiếp là phương pháp điều trị thứ tiếp là xoa bóp, gồm có giảm đau, nó cũng giãn được mô mềm, nó cũng tăng tuần hoàn và nó hồi lưu được máu để giảm sưng á. Đang chỉ định trong trường hợp giảm sưng, sưng và co thắt. Rồi kéo giãn cuộc sống bằng máy kéo thì tác dụng là giảm lồi địa điểm, giảm chèn ép rễ kinh nha, chỉ định trong trường hợp chỉ địa điểm cuộc sống. Còn cái phần của siêu âm này còn có một tác dụng nữa nha. Thằng siêu âm này nè, ngoài tác dụng nhiệt nóng ra, nó còn là tác dụng không nhiệt á. Không nhiệt chính nó làm lỏng các mô kết dính. Này tôi tóm tắt hơi thiếu một chút, thiếu phổ phần siêu âm chán. Đây là tác dụng học nguyên một bài rất là dài nha, nhưng mà gom lại được có nhiêu đó. Phần kế tiếp là phần hoạt động trị liệu. Phần này là bài thứ 6, nằm trong bài thứ 6 nha, các phương thức phục hồi á, bác sĩ Tiên giới thiệu đó. Bài này thì gồm có để phục hồi chức năng các hoạt động tinh. Hoạt động tinh chủ yếu là ở chức năng của bàn tay, nắm viết thiêu đan rồi đó nha bạn, làm các cả các sinh hoạt hàng ngày đó. Vận động kế tiếp là vận động thô, để giới thiệu cho bạn đó, tức là xoay trở trên giường nha, nằm đứng đi nha, ngồi nằm đứng đi, đi đường bằng phẳng, đi lên cầu thang xuống cầu thang, là chính là vận động thô. Và để thực hiện các hoạt động của cá nhân, trong cá nhân, trong gia đình và trong cộng đồng. Đây là hoạt động trị liệu. Trị liệu là dành để giúp cho bệnh nhân giao tiếp, nói đó, giao tiếp nha, có thể nói hoặc là không nói, giao tiếp không lời á. Và thứ hai là nuốt nha, nó có kỹ thuật 3T,
này bác sĩ Tiên giới thiệu nha, tóm tắt lại nhiều đó thôi. Phần kế tiếp đó là chức năng, thì mình có là dụng cụ cho giúp di chuyển hay gọi là dụng cụ cho giúp đi lại đó. Thì đầu tiên đó là thanh song song, song tức là hai thanh song song với nhau, đây là dụng cụ cho giúp vững chắc nhất. Tất cả những bệnh nhân mới bắt đầu đứng và đi đều đi thanh song song hết. Thứ hai, đi khung tập đi thanh song song, ưu điểm của nó là vững chắc nhất, nhưng mà khuyết điểm của nó là cố định chỗ, trong khi cái khung đi nó có ưu điểm là nó di chuyển, nha các bạn có thể đi lang thang ngoài đường được, chứ khung đi không được nha, nó cố định cái nằm nằm ngay đó khoảng 3 đến. Rồi có tiếp là nạng nha, mình có nạng nách hoặc là nạng khuỷu, và mình có cây gậy, đây là dụng cụ trợ giúp di chuyển nha, hoặc là mình còn thêm một cái phương tiện di chuyển đó, đó là xe lăn. Dụng cụ chỉnh hình thì mình có nẹp, nẹp trên chi dưới và áo chỉnh hình. Áo chỉnh hình là dành để điều trị cho bệnh nhân vẹo cột sống, nhân vẹo hoặc là gù. Còn nẹp chi trên, nẹp chi dưới là dành cho bệnh nhân còn tay còn chân, nhưng mà tay chân nó bị yếu hoặc nó bị biến dạng, nhân cần chỉ định cái nẹp nhân để điều chỉnh cái trục chi lại. Cái này sáng bác sĩ Đức có nói nè, dụng cụ thay thế tức là bệnh nhân mắc cái gì đó thế, gồm tức là mất cái tay, chân giả là mất cái chân, nhân thế cái chân vô, và mắt giả nhân là mất con mắt, ta gắn mắt giả vô, đây gọi là dụng cụ thay thế. Thì tình huống lâm sàng thì giới thiệu cho các bạn, nhanh giới thiệu tình huống nha, chút xíu qua đi tình huống, nhưng cái đây là cách mà mình sẽ học và mình sẽ kiểm tra lâm sàng, tức là tôi sẽ đưa ra một cái tình huống các bạn đó. Thì các bạn, cái nào là hạn chế hoạt động, cái nào là hạn chế tham gia, cái này học rồi nha, khỏi nhắc lại nha. Và sau khi đưa ra được cái nào khiếm khuyết, nào hạn chế hoạt động, hạn chế tham gia rồi, thì mình sẽ đưa ra cái mục tiêu điều trị. Thì cái mục tiêu điều trị của mình để bắt bắt đầu từ cái khiếm khuyết này nè nha, mình dựa vào khiếm khuyết đưa ra mục tiêu nha. Và sau đưa ra mục tiêu rồi, mình sẽ đưa ra phương pháp điều trị, giới thiệu cho bạn loạt nãy đó các bạn. Thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn có hai bệnh. Nhóm thứ nhất là sau chấn thương, tức là sau gãy xương hoặc là sau tổn thương mô mềm và bại não. Còn bác sĩ Tiên ra cho các bạn tình huống của tổn thương tủy sống, thoái hóa khớp và liệt nửa người. Bây giờ mình qua tình huống nha. Tôi cho bạn xem tình huống đầu cái là bạn hiểu à. Nói chứ dễ lắm. Tôi có một loạt tình huống luôn. Mình đưa tình huống nào dễ nhất đi. Bữa nay mình học, hôm nay là tôi giới thiệu cho các bạn là tình huống của chấn thương nha. Anh Du anh nói là chiều thứ tư thì anh thì dạy cái bài lý thuyết bại não, thì chiều thứ năm tôi giới thiệu cho các bạn, như tối thứ tư á bác sĩ Nhu giới thiệu não, thì tối chiều thứ năm tôi giới thiệu cho bạn tình huống để học lý thuyết xong rồi giới thiệu nó dễ hơn. Tôi khỏi nhắc lại bệnh học bác công. Mình qua tình huống nha. Đây, ví dụ nè, tôi đưa ra từ một cái tình huống cho bạn nè. Nhân nam 26 tuổi, phẫu thuật đầu dây chằng chéo trước khớp gối bên phải đó được 12 tuần. 12 tuần là như 3 tháng. Tức là bệnh nhân này đứt dây chằng chéo trước nha các bạn. Rồi được phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước được 3 tháng rồi. Sau tai nạn giao, tức là sau tai nạn giao thông là bệnh nhân đứt dây chằng chéo trước nha bạn. Rồi bệnh nhân vô bệnh viện rồi được mổ tái tạo dây chằng chéo trước. Tái tạo tức là ta lấy cái gân cơ của mình á nha, ta tạo một cái dây chằng chéo trước để thay thế cái dây chằng chéo trước cũ á, và đã được 3 tháng rồi, tức là được 12 tuần rồi. Bây giờ tình trạng hiện tại nè, bệnh nhân vô với mình nè, hiện tại là bệnh nhân teo và yếu cơ tứ đầu đùi bên phải, bệnh nhân khó khăn khi ngồi, đi lên cầu thang và khi chạy, và không thể đá banh được. Nhưng đây là một rồi khám nè, khớp gối phải không có viêm, không có sưng gì hết nha, tầm vận động khớp gối phải là bình thường, bình thường tức là từ 0 cho đến 140 độ đó, tức là tầm hoạt động là bình thường, chỉ có sức cơ là yếu thôi, sức cơ tứ đầu đùi là 3, là sức cơ của mình là đánh giá là từ bậc
bậc không nhập, biết bạn còn nhớ không nữa, mình có đánh giá 6 bậc cơ đó nha. Căn này mới sức cơ chỉ mới bậc 2 thôi, và khi mà lấy thước dây đó, đo chu vi á, thì chu vi của đùi bên phải nhỏ hơn đùi bên trái là 1 cm nha, tức là nhìn vô là biết là bệnh nhân yếu cơ nè và có teo cơ nha bạn. Bệnh nhân này đơn giản là có nhiều đó nha, nhắc lại nha, xem lại nè để các bạn hình dung ra được nè. Rồi bệnh nhân này là tai nạn giao thông, tức là 12 tuần trước á, tức là 3 tháng trước là bệnh nhân bị tai nạn giao thông, đứt dây chằng chéo trước khớp gối bên phải, đã được phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước. Hiện tại bệnh nhân vô với mình là nhìn thấy á nha, là cơ teo nha, teo cơ tứ đùi bên phải là thấy yếu, khó khăn ngồi, lên cầu thang, chạy. Trước đây là bệnh nhân chơi đá banh nha, bây giờ chơi không được, lý do là chơi không được là bị yếu á nha, yếu cơ tứ đùi. Còn theo mình khám, mình phải khám lại để mình xác nhận coi bệnh nhân có phải teo cơ yếu cơ hay không, thì đúng là teo và yếu yếu thiệt nha. Muốn biết teo cơ hay không, mình sẽ đo chu vi chi nha, tức là đo chu vi dòng đùi phải á, thì thấy nó nhỏ hơn, và thử sức cơ nha, cái này gọi là thử sức cơ bằng tay á, là 2/5, bình thường của mình là 5/5 nha các bạn, bình thường là 5/5, bệnh nhân này 2/5. Rồi qua cái tình huống này nè, các bạn nhìn coi trong tất cả các này, trong cái này và cái này, cái nào là khiếm khuyết nha bạn, nó còn khiếm khuyết nha. Rồi tôi cho bạn xem luôn nè, khiếm khuyết nha là bệnh nhân đầu đùi bên phải và có teo cơ tứ đùi bên phải nha, yếu cơ tứ đùi bên phải, sức cơ là 2/5 nha, bình thường là 5/5 nha. Cái này tôi giải biết, tôi giải thích cho bạn đó nha. Bệnh nhân nằm là chỉ có là 2/5 thôi nha, bình thường là 5/5, mình sẽ so sánh với bình thường ấy. Teo cơ là nãy nói đó, mình đo chu vi đó, chu bên phải nhỏ hơn trái là 1,5 cm. Đây, đây là khiếm khuyết. Các bạn, cái này gọi là khiếm khuyết nha. Khiếm khuyết là ta định nghĩa là thiếu hụt bất thường nha, về các cấu trúc, 80 cấu thống về cấu trúc và chức năng của cơ thể đó, 8 hệ thống mà mình học cái bài đầu tiên á, bài số 1 á. Rồi phần kế tiếp là mình sẽ xác định hạn chế hoạt động, thì có sẵn rồi nè, đây tượng bài như đây một nè, ngồi đi chạy là nó nha, động đây bữa mình học rồi đó, đây là hoạt động cá nhân của cô người đó, ngồi khó khăn lên cầu thang và khó khăn khi chạy nha, đây chính là hoạt động, hoạt động chính là bữa mình học đó, là các hoạt động của từng cá nhân đó, ví dụ như các hoạt động thô để giới thiệu cho bạn đó, trên giường rồi từ nằm chuyển sang ngồi nha, ngồi chuyển sang đi, rồi đánh răng, rửa mặt, chải tóc, mặc quần áo nha, đi vệ sinh, tắm rửa nha bạn, đây là các hoạt động của một, đây chính là gọi là hạn chế hoạt động. Kế tiếp là hạn chế tham gia, là không thể chơi đá banh được nha, đây tham gia tức là có thể tham gia các công việc trong gia đình, ví dụ như giặt đồ, cơm, dọn chén, rửa chén, đi chợ, quản lý tiền bạc, hoặc là tham gia ở cộng đồng, chơi thể thao nha, chơi thể thao chung với bạn bè, đi xe khí vui chơi hoặc là đi du lịch, tham gia có sẵn bài nha, chỉ cần ngồi viết ra thôi nha. Rồi mục tiêu bây giờ các bạn thấy nè, về mục tiêu nha, mục tiêu thì là khiếm khuyết đây nè, khiếm khuyết là bệnh nhân có yếu cơ thì mục tiêu của mình là tăng sức mạnh của cơ, khiếm khuyết là bệnh nhân mục tiêu của mình nha, tức là tăng thể tích,
đây nha, teo cơ lại hay là giảm teo cơ. Giảm teo cơ tức là, hay là các bạn không thích giảm teo cơ thì bạn ghi là tăng nha, tăng thể tích hay tăng khối lượng đó, cơ là rồi nghe đừng qua đây luôn. Các bạn đưa được hai mục tiêu cho là giỏi rồi nha. Còn đây mục tiêu này, mục tiêu hoạt động, nếu các bạn viết thêm thứ tức là bệnh nhân à, lên cầu thang là chạy ra nha, thì mục tiêu của mình là tăng khả năng ngồi nha, lên được cầu thang và chạy dưới đá banh. Cầu là mục tiêu này nè là mục tiêu của khiếm khuyết, mục tiêu của hoạt, và mục tiêu này tham gia được không bạn? Ngang tôi cho màu khác đi, mục tiêu này là mục tiêu của tham gia nè, mục tiêu của khiếm khuyết, mục tiêu của hoạt động và mục tiêu của tham gia. Các bạn chỉ cần cho khiếm khuyết là ok rồi nha. Nhưng bạn thường là các bạn cho hai mục tiêu đầu lên đó tốt rồi đó nha. Còn nếu mà cho thêm được là giỏi, còn cho thôi nha, cho hai mục tiêu đầu nhưng có mục tiêu sau thì cũng đâu cộng điểm gì thêm đâu, chẳng lẽ rồi sau khi đưa ra mục tiêu rồi thì mình sẽ đưa ra phương pháp. Thì đối với các bạn học lướt qua có 2 tuần và học 18 tiết thì các bạn sẽ đưa ra đưa cái phương tên đó, tên của phương pháp nha. Đây điều thứ nhất nha, mục tiêu thứ nhất bên phải mà hiện tại cơ đùi phải là 2/5. Mình có số phương pháp nè. Phương pháp thứ nhất đùi bên phải 2/5 thì mình sẽ dùng cái bài tập đầu là bài tập vận động. Tôi nói phương pháp chính nha, tập vận động, là dùng vận động kia mà mình dùng bài tập vận động thì tập bài tập vận động chủ động đó à, giúp là chủ động có cho giúp là bài tập nhân làm được mình trợ giúp thần đó, nó chỉ định như câu bậc hai, cho nên đây là phương pháp này gọi động là đây. Và phương pháp số 2 trợ cho vận động đó, các bạn sử dụng kích thích cơ, bạn nhớ này không, mình ôn xong á mới thị á nha, thích cơ cơ còn thần ở nmax chính đó, thì xây chi mà trung tâm nó cần tức là 2.500 hẹp, nhưng mà kích thích là không gặp chính độ và vị trí của mình tôi tứ đùi tức là thời gian sung là 10 giây, thời gian nghỉ là 40 giây, chính là dòng sung sung kích thích kiểu nha, nó là sung nha, tức là đang nghỉ đó, mình chọn chu kỳ là 20%. Cái này là viết thêm thôi nha bạn, cái này không bạn không cần ghi nha, bạn ghi cái này là giỏi dữ lắm rồi đó nha, cái này là để chuyên ngành ta ghi, các bạn cần ghi tôi mail trên thôi nha bạn. Khá là còn vị trí đặt viết thêm thôi là điểm vận động của cơ tứ đầu đùi, tần suất điều trị là 3 lần trên tuần, gian điều 1 lần là 8 phút nha, 3 lần liên tiếp trong mỗi buổi tập, mỗi lần cách nhau là khoảng 5 phút.
Đây là của chuyên ngành, các bạn không cần ghi cái này đâu. Khóa 2 thì bài tập này nó tôi đưa lên đầu tiên rồi đó, thì các bạn chỉ cần ghi cho tôi hai phương pháp đầu thôi. Đây, thứ nhất vận động, chủ động có trợ giúp, lý do là nó đang là sức cơ bậc 2/5. Nhưng mình gian nếu mà cơ lại bậc 3/5 thì chủ động tự do, nếu mà cơ lên 4/5 thì mình tập bài tập chủ động có đề kháng. Nhưng bạn khi sức mạnh và cái khối lượng cơ đó nha, vừa tăng được sức bài này thôi là đủ rồi đó, dễ hả bạn? Dưới đừng ghi nha, để tôi giới thiệu thêm á. Rồi đó là dễ không bạn? Phát biểu đi. Hết rồi ta. Có thắc mắc gì tình huống một không? Thắc mắc có hỏi gì không? Dạ không thầy ơi. Được không? Dễ không? Dạ dễ. Thì vậy được nha. Ở lấy tình huống không có tiếp. Số 10. Để học đa khoa mà học được rồi. Các bạn chỉ cần hộ năng điều trị gì được rồi. Còn không cần yêu cầu kỹ nha. Thì mốt mình học chuyên khoa thêm. Nên qua tình huống kế tiếp nha. Cái này cũng dễ luôn nè. Đây. Cầu thủ đá banh. Mà cầu thủ này nằm ở trong cầu thủ đá của trường thôi nha, nhưng mà ra nha. Đây là một cầu thủ đá banh của một trường đại học. 20 chồng mới chơi thể thao xong đó, đá banh xong đó thì bị bong gân cổ chân. Mức độ vừa phải thôi, tức là 20 phút trước đó nha, là bong gân. Sau khi bong gân vô là tới bệnh viện liền nha. Rồi khám nè. Khám là chỉ có tổn thương mô mềm thôi, cấp tính, không có gãy xương và không có đứt dây chằng. Chẩn đoán là bong gân cổ chân phải độ 2, là rách 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 rất các bạn nha. Bong gân nó chia làm 3 độ nha. Độ 1 giãn nha, giãn á. Độ 2 là rách một chút xíu. Độ 3 là đứt hết các bạn. Và hiện tại nè, bệnh nhân đau khi nghỉ ngơi nha, nghỉ cũng đau luôn nha, và đau nhiều hơn khi vận động cổ chân phải. Rồi anh này thì gặp khó khăn trong việc nha, mỗi lần mang vật nặng lên thì sức nặng dồn lên chân phải đó nha, khi đi nặng dồn lên hai chân, thì khi mà dồn chân phải thì bệnh nhân rất là đau. Rồi, khi là đi bộ và bệnh nhân đi khập khiễng tức là bệnh nhân sẽ dồn cái lực qua chân trái, bệnh nhân đang đi là nghiêng về bên chân trái nha, nó lệch nên gọi là đi khập khiễng đó. Rồi trước đây thì anh này có chấn thương là trị bằng nhiệt lạnh rồi, tức là không có chống chỉ định như nhiệt lạnh. Nhưng đây là tình huống sàng, thì đây là đưa ra khiếm khuyết nè. Thứ nhất bong gân cổ chân nha các bạn, nãy nói đó độ độ 2 đó, bệnh nhân có đau ở cổ chân phải và có sưng vô gần cái tầm thường là nó nha, đau nè. Có sưng không ta, chỗ nào sưng vậy? Ủa không thấy chỗ nào sưng vậy? Nhưng mà chắc chắn là cấp tính mà phải có sưng thôi, mặc dù người ta không nói ra nhưng mà biết có cái sưng nha. Thêm vô rồi hạn chế hoạt động là khó khăn khi mang vật nặng nha, khó khăn khi đi khi chạy nha. Rồi không hạn chế tham gia là không thể chơi đá banh được. Giờ sao chờ nó đá lại chứ. Rồi, mục tiêu là dựa vào khiếm khuyết, nhớ nha, dựa vào khiếm khuyết hết nha. Khi mà có đau thì giảm sưng là giảm sưng nha bạn. Rồi giảm đau, giảm sưng và cải thiện mấy cái chức năng hoạt động này nè nha, cải thiện này nè, đi chạy và chơi lại thể thao. Thì các bạn chỉ cần đưa tôi hai mục tiêu đầu là ok rồi nha. Hai mục tiêu đầu chính là nãy nó, hai mục tiêu khiếm khuyết, mục tiêu sau là mục tiêu hoạt động hoặc là tham gia nha. Bệnh nhân có đau là cho đau nha, bệnh nhân có sưng giảm sưng nha. Rồi phương pháp điều trị
Sau khi đưa ra mục tiêu rồi mình đưa ra phương pháp nha, để điều trị chân này. Thì bạn nhìn vô biết rồi, phương pháp thứ nhất là chùm lạnh nha, mình dùng túi đá. Thì bệnh nhân này đang đau cấp mà, mới có 20 phút à nha. Đau cấp nha, là chùm lạnh nha. Còn này dứt thêm thôi nha, bạn không cần đi này đâu nha. Và phải kết hợp với cây cao chi là giảm sưng cực tốt nha các bạn. Nhưng mà đầu tiên là các bạn cho chùm lạnh nha. Chùm lạnh thì các bạn chọn là đá hay là chùm bằng túi gel á, mình học rồi đó nha. Hoặc là các bạn dùng xoa bóp trực tiếp với nước đá nha các bạn, thì nó sẽ giảm đau giảm sưng luôn đó. Còn đây là phần giới thiệu thêm thôi, giới thiệu cho bạn là tư thế bệnh nhân là trong nhân nằm ngửa là chân phải kê cao lên. Điều trị là mình sẽ điều trị ở mặt ngoài của cổ chân để nó giãn, nó đang ở mặt ngoài cổ chân nè. Thì chọn cái túi. Bữa mình học rồi nha. Thời gian điều trị của mình là 20 phút á. Nhiệt lạnh đó. Yên lành nha, thời gian điều trị có thể là 5 ngày. Trong lý thuyết mình học vào từ 24 đến 48 giờ đó nha. Nếu mình nhân điều trị thêm tới 5 ngày thì cũng được nha các bạn. Thì bữa tôi cũng nói rồi. Rồi tiếp là phương pháp điều trị chùm lạnh nha. Thứ hai là cho bạn sẽ kết hợp với bài tập vận động chủ động tự do khớp bằng ngón chân và khớp liên đới ngón chân phải nha. Cái này nè cộng với kê cao chi, chỗ này tốt lắm nè nha. Nhớ là kê cao chi hơn so với tim 15 cm, 15 đến 20 cm nha. Chân mà bị thương á, kê cao hơn so với tim là 15 cm. Thì khi kê cao chi vậy đó thì cái chiều máu á bạn, nó theo chiều đó, nó chạy về nha. Máu ở đầu chi á, tuần hoàn đầu chi á, tĩnh máu tĩnh mạch á, nó chạy về gốc chi sưng, mà giảm sưng giúp cho nhân giảm đau. Và kết hợp với bài tập này nè, bài tập vận động chủ động tự do, tức là bài tập mà thầy thuốc bệnh nhân tự làm á nha. Bài tập này sẽ giúp cho tuần hoàn nó chạy nhanh hơn nha, tăng lưu thông tuần hoàn chạy nhanh hơn, là bệnh nhân sẽ giảm sưng, mà giảm sưng giúp cho nhân giảm đau như bạn, cực tốt luôn. Và phương pháp kế tiếp là phương pháp viết thêm, ghi cũng được. Đó là khi mà cho bệnh nhân di chuyển đó, thì bệnh nhân sẽ đi bằng hai nạng. Thì lúc này phải đi nạng rồi, cái chân kia bị tổn thương rồi, chân phải á. Và khi đi là không có chịu lực lên chân phải. Dáng đi này gọi là dáng đi đu đưa. Bác sĩ Tiên thì giới thiệu cho các bạn ở bài số 6. Nha. Đi này đi đu đưa nha, tức là bệnh nhân khi di chuyển hai nạng lên trước, sau đó sẽ nhảy chân trái nha. Dáng đi này đi nè, đầu tiên là bước hai nạng lên nè, sau đó là tới chân trái nha. Chân phải sẽ không có chạm đất, chân phải là chân đang đau nha bạn, không cho chạm đất nha, không có cho chạm đất. Nếu mà chạm đất thì bệnh nhân sẽ đau thêm, tức là không chạm đất, tức là không chịu lực á nha, chân phải không chịu lực nha. Đi là hai nạng với chân trái đó. Khi nào mà bệnh nhân đỡ đau rồi nha, thì lúc đó phải cho chịu lực một phần thôi. Các bạn, đây là phương pháp điều trị. Xong rồi đó bạn, xong một bài nữa đó, một tình huống nữa, nó dễ ha. Mình thấy dễ lắm rồi đó. Tại sao có đây cũng là chấn thương mô mềm đó, nãy giờ các bạn xem hai chấn thương mô mềm đó, một cái là sau khi phẫu thuật dây chằng chéo trước, một cái là bong gân cổ chân, là trong trường hợp là cấp tính nha. Chấn thương cấp tính thì mình lạnh, cho nên các bạn thấy là dùng nhiệt lạnh nè. Đây phương pháp này là cái chữ bự bự đó nha. Và kết hợp với cái này vận động nha, cực kỳ tốt luôn. Tại vì trong cái điều trị mà tổn thương mô mềm cấp tính á, cái phần này thì lý thuyết tôi chưa có dạy tới bài, nó nằm bài số 10 á, thì mình có cái
nguyên tắc là B, R, C, quên I, C, E. Từ tiếng Anh nha. Thứ nhất là chữ B này nè, tức là bảo vệ. Tức là khi mà bệnh nhân có một cái tổn thương mô mềm thì các bạn sẽ bảo vệ cái phần tổn thương đó, đừng để cho nó tổn thương nặng thêm. Nhưng bạn, ví dụ như bệnh nhân này nè, nhân là đừng có cho bệnh nhân chịu cái lực lên chân chân phải phải hoặc là thì nó sẽ nó nặng thêm. R là nghỉ ngơi, tức là cái phần mà chi tổn thương á nghỉ nha, không cho vận động nữa nha, tức là ngay cổ chân động thì vận động là các bạn thấy là khớp bàn ngón và khớp liên đốt thôi, còn khớp cổ chân phải là không được vận động, tại vì hiện tại là cái gân á nó bị đứt một phần, cho nó một thời gian 3 cho đến 4 tuần các bạn cho nó lành. Nếu mà nó chưa có lành á, các bạn cho nhân nó vận động nữa thì nó dẫn đến nó thoái hóa nha, nó bị thoái hóa cơ đó, phần mềm á, và nó dẫn đến nó viêm mãn tính, sau này bệnh nhân đau 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 hoài luôn á, cho nên ra các bạn phải cho nó nghỉ 3. Nếu mà bệnh nhân mà về không cho vận động khúc cổ chân mà bệnh nhân không làm được, tức là những bệnh người mà ham làm á, đau rồi mà cứ tối ngày cứ đi hoài á, thì các bạn cho bó bột luôn. Nha bạn, ta bó bột ngay cổ chân phải này luôn nè. Nha. Bó bột là coi như là cho bệnh nhân khỏi vận động. Nha, còn những mà nghe thôi thì ít vận động á, thun một băng thôi. Nha bạn. Thun băng lại. Nhưng còn bệnh nhân nào tốt nữa không nghe lời quên còn đó thun nha, nhưng thường là người ta băng băng thun hoặc là không nghe lời là bó bột luôn nha. Chữ B và chữ R. Chữ Y chính là đá, là chùm lạnh. Chữ C là băng ép, nhưng băng ép để trong trường hợp mở sưng á, băng ép để dài sao chi nha, cao chi để nó đó, cái chi mà bị tổn thương sẽ đưa lên cao so với tim của bệnh nhân nha, khoảng 15 đến 20 cm, để cho bọn chi nó chạy về góc chi để giảm sưng. Đây là phương pháp nha. Cho cái túi lạnh kết hợp với tập vận động nha. Còn nếu mà các bạn muốn thêm nữa là các bạn điều trị luôn á, là băng thun á nha. Các bạn dùng băng thun hay bó bột này nó băng thun cổ chân phải, hoặc là bạn cho bó bột luôn nha, bó bột thẳng bằng chân phải luôn, bệnh nhân khỏi đi luôn khoảng 3-4 tuần để cho cái phần tổn thương nó ổn định là đó, đây là kế hoạch để đầy đủ nhất luôn á, nhưng mà các bạn cần bắt đầu liên là ok rồi. Rồi đây là xong tình huống số 2. Có thắc mắc gì thắc mắc đi các bạn, nếu mà không hiểu gì hỏi nha. Hôm nay mình học khoảng 5 tình huống gì đó, rồi cho lớp mình nờ nghỉ chiều, lớp nợ thi, nhưng mà học cái này cũng lợi lắm nha, học xong là chiều thi được vài câu rồi đó. Tiếp nha, nếu không thắc mắc gì tiếp nha bạn. Bạn im lặng nhìn thấy ghê quá. Dạ dạ. Tiếp mình nghe. Đây một tình huống kế tiếp. Bệnh nhân này nữ, 58 tuổi, làm ruộng, học 4/12, địa chỉ là ở thơ mình nè, ô Môn Thái Lai nè. Tình huống này tôi lấy trên điện mình á, tôi chuyển tình huống cho bạn. Có bệnh lý là thoái hóa khớp gối hai bên khoảng ngang tới hai, thoái hóa 8 năm, tức là lúc đó bệnh nhân 50 tuổi là thoái hóa khớp gối. Và bệnh nhân đã được thay khớp gối bên trái được năm. Rồi sau đó là mới cách đây phải thay khớp gối hai bên. Ta là 4004 được 4 người con.
là tình trạng bệnh bệnh nhân nè, hiện tại mới gấp được khớp gối bên phải. Nhưng thay khớp gối trái là 1 năm, thay khớp gối phải là 1 tháng nay. Nhưng bạn nha, nhắc lại nha, là thoái hóa khớp gối là 8 năm. Cách đây 1 năm là thay khớp gối bên trái, cách đây 1 tháng là thay khớp gối bên phải. Tức là hiện tại là gối phải, gối trái đều thay khớp á, thay khớp gối nhân tạo. Các bạn biết mà, tức là khớp gối thiệt mình hư rồi. Rồi bệnh nhân vô với mình là lý do là khớp gối bên phải được nha, sau khi thay rồi bây giờ nó gập gối cũng được nha. Bệnh nhân đến với mình là tập vật lý trị liệu thì khám khớp gối bên phải thì sưng nha, đau và sưng nhiều hơn gối bên trái, bổ cả hai bên phải trái luôn, cho nên mình có hai sẹo gối phải và sẹo gối trái nha. Gối trái thì được năm nay lắm nha, và cái này là cổ này thì chưa lành nha, nó hơi sưng hơi đỏ lên chút nha bạn nha, nó cũng lành rồi đó nhưng mình hơi sưng thôi. Thì đó là có ai hỏi gì không ta, ai hay là gì cục đi hỏi gì vậy? Tại sao kê cao 15 cm mà không kê cao hơn? Kê cao 15 cm thôi em là đủ trọng lực, chiều cao của trọng lực là cho máu về, nếu mà kê cao hơn thì nó thiếu máu nha. Kê cao quá, dụ như kê cao lên 90 độ nha, thì máu nó từ dưới gốc chi mà lên ngọn chi cũng được nha, nó cây thiếu máu ngọn chi. Rồi ok, cảm ơn. Các bạn cứ hỏi thắc mắc, ai thắc mắc cứ hỏi nha, tôi trả lời. Chứ thôi học mà ấm ức lòng á. Học ấm ức lòng rồi mai mốt là không được nữa. Rồi cho bạn xem nè. Hai gối nè. Ấy, 1 năm rồi nha, lành rất là đẹp. Với bên phải mới 1 tháng thôi nha. Chưa có lành đẹp. Lành chưa đẹp thôi, nhưng mà cũng khắp lành này. Hơi sưng hơn nha các bạn. Hơi sưng hơn là đau chung bi chi nè. Thấy phải sưng hơn bên trái nè nha. Rồi khám sức cơ, sức mạnh của cơ á, nãy nói là bình thường 5/5 á, cơ duỗi gối phải là 3/5, gập gối bên phải là 3/5, trong khi cơ của duỗi gối bên trái là 4/5 và gập gối bên trái là 4/5. Nói chung là cơ bên trái mạnh hơn cơ bên phải đó, các cơ còn lại là 5/5 hết. Tầm vận động khớp gối bên phải là 0 cho đến 85 độ, khớp gối bên trái là 0-85, các khớp còn lại trong tầm độ bình thường. Hạn chế bình thường của mình là khớp gối là 0 cho đến 140 độ. Các bạn, đây là bình thường nha. Các bạn nhìn coi là bệnh nhân này thiếu nhiêu độ nè. Thiếu 55 độ, 15 độ gập nha. Và mình sẽ lấy cho bệnh nhân như đây nè. Nhìn vô là thấy bệnh nhân bất thường nhóc châu không? Sức cơ nè. Rồi khớp nè. Rồi đây là hình của bệnh nhân nè. Thay khớp gối nè bạn. Cái xương thiệt cắt đi dục là hết rồi nha, gắn cái đồ giả vô. Mà này bữa tôi nói đó làm bằng sành sứ á, tôi nói với cái nhóm nào đó, biết nhóm này hay nhóm trước nữa, là bằng hiện tại là làm bằng sứ nha, chứ không làm bằng kim loại nữa nha. Rồi hiện tại thì mình bằng xe lăn nha bạn, đi bằng xe lăn nha, trên đường bằng phẳng, tại vì hai khúc gối bị gập hết rồi, đi khó khăn lắm, ngồi xe lăn. Dạ không có làm việc nhà được kể từ khi mổ thay khớp gối. Bây giờ bệnh nhân vô với mình á, là mục đích của bệnh nhân á là cho kéo cái khớp gối thẳng ra nha. Con lộn gặp hết gối. Để bệnh nhân đi lại bằng hai chân và bệnh nhân có thể làm việc nhà được, đó là mong muốn bệnh nhân. Thì khám thì các bạn biết là mình đo tổng động khớp dụng thước này đo nè. Này học bên kỹ năng rồi nha, khỏi nói lại mất công nha. Đây là cách đo khớp gối nè. Cho bạn hình dung lại đó. Bình thường là khớp gối là gập là từ 0 cho đến 140 độ. Tức là gập 140 độ đó, duỗi là 0 độ, gập 140 độ. Bệnh nhân này là duỗi là 0 độ nhưng mà gập được vô được có 85 độ thôi. Bệnh nhân mất 55 độ gập. Và mình sẽ lấy cho bệnh nhân 55 độ gập đó đó.
Còn đây là thử cơ này bạn nha, đây là thử cơ bọc 4 nè. Bệnh nhân ngồi đá chân ra, thầy thuốc cho sức cản vừa phải nha, là cơ bọc 4. Còn cơ bọc 3 là bệnh nhân chỉ có ngồi đá chân thôi, thầy thuốc không cho sức cản nha. Thì đây là khiếm khuyết nha, đọc là coi nào bất thường là nó là khiếm khuyết đó. Thứ nhất là bệnh nhân có yếu cơ tứ đầu đùi bên phải 3/5, thế là cơ duỗi gối bên phải là cơ tứ đầu đùi bên phải đó nha, bên trái là 4/5, yếu cơ gập gối, gập gối là cơ tam đầu đùi đó, là ba, bên phải là 3/5, bên trái là 4/5. Cái này là tình huống nãy rồi mình gắn ở đây thôi, không gì hết. Bệnh nhân có diện tầm chấn động khớp gối phải và trái luôn, là chỉ có 0 đến 85 độ thôi nha, có đau và sưng khớp gối bên phải, có cái sẹo nha, sẹo cũng chính là khiếm khuyết nha bạn, sẹo khớp gối bên phải bên trái là có nhiều đó, hiện tại là có nhiều khiếm khuyết đó. Rồi hạn chế hoạt động là hiện tại là bệnh nhân không có đi được bằng hai chân cho nên sử dụng xe lăn. Rồi hạn chế tham gia là kể từ khi phẫu thuật. Rồi mục tiêu điều trị, bệnh nhân có đau có sưng có gối bên phải thì mình giảm đau giảm sưng. Nhưng còn vụ mà thêm thời gian đó là tôi thêm vô nha bạn, lúc mà thi khỏi thêm mất công nha, tại vì đúng cái chuyên ngành đó là bạn phải có cái thời gian nha. Mục tiêu ngắn hạn của mình là 2-3 tuần, mục tiêu dài hạn là trên 3 tuần đó, nhưng mà thôi các bạn khỏi cũng được nha, các bạn chỉ cần ghi là giảm đau giảm sưng gối bên phải là ok rồi. Mình có cái sẹo bên gối bên phải nha, mới 1 tháng thôi, thì khi mà có cái sẹo đó thì mình rất là sợ cái sẹo nó dính vô mô dưới, khi dính vô mô dưới các bạn thì nó gây co rút nha, mà nó co rút cái phần mềm quanh khớp thì nó gây hạn chế trầm động khớp nữa, cho nên mình sẽ phòng dính sẹo nha, phòng sẹo dính đó. Rồi tiếp, bệnh nhân có yếu cơ cho nên mình sẽ tăng sức mạnh của cơ đùi bên phải nha, từ 3/5 lên 5/5, tăng sức mạnh của cơ đùi bên trái từ 4/5 lên 5/5 nha, là lấy lại tầm động khớp. Lúc đầu là không, hiện tại là 0 đến 85, thì mình lấy cho bệnh nhân là từ 0 cho đến 140 độ. Thì đây là mục tiêu điều trị của mình nha. Sau khi đưa ra mục tiêu rồi thì mình sẽ đưa ra phương pháp. Thứ nhất là để thì các bạn có thể dùng nhiệt nóng. Bệnh nhân mổ được 1 tháng rồi nha, mình sẽ dùng nhiệt nóng nha. Nha. Còn không cần dùng nhiệt lạnh nha bạn. Nhiệt nóng hiện giai đoạn này thì tốt hơn là nhiệt lạnh. Nó sẽ giúp giảm đau và tăng cái lượng máu và bạch huyết á, quên bạch cầu qua tới á, nó sẽ làm nhanh cái quá trình viêm nha, giúp cho bệnh nhân lành thương nhanh hơn. Tôi giải thích cho các bạn ở cái bài nhiệt nóng nhiệt lạnh rồi. Còn nếu mà các bạn vẫn chườm lạnh tiếp thì quá trình lành thương nó chậm ra, nó chậm đi nha. Hợp với xoa bóp nha, xoa bóp là cực tốt luôn nha, cũng tác dụng là giảm sưng, hồi lưu máu và bạch huyết á, giúp giảm sưng. Và vẫn là cây cao chi, cái chi nào mà bị chi là chi chi phát nha, cây cao lên này nó đang khoảng 15 đến 20 cm so với tim, để cho tuần hoàn nó lưu thông về nha, giúp cho nhân giảm sưng. Kết hợp với bài tập vận động tự do cổ chân nha, và bàn ngón chân, các ngón chân này lộn rồi, đánh lộn này, này là những ngón nha. Mình sẽ hướng dẫn bệnh nhân là gập mặt lưng, gập mặt lòng và vận động gập giữa các ngón chân. Giống như nãy đó, vận động này sẽ giúp cho cái máu nó chạy nhanh hơn. Và kết hợp phương pháp kế tiếp là các bạn thấy mục tiêu nè, là phòng sẹo dính nè, thì bài tập chính là di động sẹo nha, di động sẹo để cho cái mô cái sẹo nó không dính với mô dưới. Rồi bài tập thứ ba là bạn xem cái khiếm khuyết nè, quên mục tiêu nè, mục tiêu thứ ba là tăng sức mạnh của cơ đùi phải, mà cơ đùi phải hiện tại là bậc 3. Thì để tập đối với bệnh nhân sức cơ bậc 3 thì mình chọn bài tập đó là bài tập vận động chủ động tự do. Bài tập này chỉ định cho sức cơ bậc 3 nha. Còn sức cơ của đùi bên trái là bậc 4, cho nên mình chỉ định bài tập là tập có kháng trở nha. Bài tập này là chỉ định cho sức cơ bậc 4. Rồi hạn chế tầm vận động khớp thì bài tập của mình chính là bài tập kéo giãn nha bạn. Nãy đó thì đây tầm vận động khớp bệnh nhân là từ 0 cho đến 85 độ, thì bạn nhìn vô bạn biết là nhóm cơ nào bị ngắn nha. Khi mà bệnh nhân hạn
thì cái cơ phía trước á, tức là cơ tứ đầu đùi á nha, nó bị ngắn lại, cho nên mục đích của mình là phải kéo giãn cơ tứ đầu đùi nha. Giãn nha, các bạn nhớ là bài tập mình tên là bài tập kéo giãn, giống như rồi nó thi nó ghi bài tập giãn cơ không à, bài tập kéo giãn mới đúng. Giống như rồi tôi trừ hết nửa điểm cái vụ này nè nha, bài tập của mình tên là bài tập kéo giãn nha, tác dụng của nó làm giãn mô mềm. Bài tập mình áp dụng là bài tập kéo giãn cơ, bài tập kéo giãn cái cơ tứ đầu đùi nha, nó đi cụm từ vậy nè, chứ không phải là cơ nha trời. Giờ mấy đứa nó học làm sao mà nó ghi là bài tập giãn cơ. Đây, bài tập kéo giãn cơ tứ đầu đùi phải và trái luôn nha. Thì trước khi áp dụng bài tập kéo giãn á, thì mình sẽ dùng nhiệt nóng hoặc là xoa bóp để cho cơ này mềm ra. Thì mình đã dùng phía trước rồi nè nha, mình có dùng nhiệt nóng và xoa bóp rồi nè, mình không có dùng lại nữa nha bạn nha, có nhiệt nóng có xoa bóp rồi, cho nên mình sẽ giãn. Thì đây là phương pháp điều trị của bệnh nhân này là xong rồi đó. Đây là tình huống thứ ba, học nhiều tình huống là thấm rồi đó. Mà sao là có gì thắc mắc nữa không, thắc mắc tình huống này đi bạn, hiểu không bạn, quan trọng là hiểu không? Dạ hiểu ạ. Nha, thì tình huống kế tiếp tôi có nhiều tình huống tôi nói hoài, tới nào bạn cũng hiểu hết cũng thuộc lòng luôn á. Bữa nay mình học có nhiều tình huống đó. Rồi thứ năm mình sẽ học tình huống về bại não. Rồi tình huống kế tiếp nha. Bệnh nhân này là nữ, 53 tuổi, nội trợ luôn. Trình độ học vấn là 5/12. Bệnh nhân này ở Bình Thủy. Bệnh lý trước đây là không có gì hết nha. Mạnh khỏe mạnh bình thường. Bà ra là 2002. Rồi 3 tháng trước là bệnh nhân tập thể dục. Tập thể dục nha bạn, chạy trên cái máy á, cái máy tập á, rồi cái quơ cái tay đập 1/3 dưới cẳng tay vô cái thanh cố định của máy tập nha, chạy sung quá mà rồi đập. Rồi sau khi mà chấn thương đó thì cái cổ tay trái nè đau nhưng mà không có biến dạng nha, và lúc này chẩn đoán là gãy đầu dưới xương quay bên gì, bên trái. Kéo dưới xương quay trái nha. Bệnh nhân này là nhiêu tuổi qua này, 53 tuổi, là cũng sắp cũng mãn kinh rồi đó nha. Thường các bạn biết là những nữ mà phụ nữ mà sao mãn kinh á, hai cái xương đó là cổ xương đùi và đầu dưới xương quay nha. Bệnh nhân này là gãy đầu dưới xương quay nè, lý do là tập thể dục nha, quá đập vô cái máy tập, cái thanh cố định của máy tập á, rồi bệnh nhân bị gãy đầu dưới xương quay, nhưng mà rất là may mắn là không có gì lệch nha, gãy không có gì lệch. Rồi bệnh nhân bó bột 5 tầng nha, bó bột và được có 5 tầng à, rồi sau đó bệnh nhân cắt bột còn thêm khúc nữa đó là tôi bỏ đó, là bệnh nhân đi bó thuốc nam nha. Sau khi bó 5 tầng là tự nhiên đi cắt bột cái bó thuốc nam. Rồi hiện tại nè, bệnh nhân vô với mình nè, sưng đau cổ tay trái, có hạn chế tầm vận động ở cổ tay nha, bệnh nhân đến bệnh viện mình nha để tập phục hồi chức năng nha. Các bạn nhớ là hiện tại bệnh nhân có sưng, có đau nè, có hạn chế tầm động nè, giờ mình phải khám chứ. Đây mình khám đây. Rồi tay trái là đúng là cái bàn tay các ngón tay nha, sưng nhẹ thôi, nhẹ hơn so với bên sưng nhẹ thôi nha. Rồi sau đó mình lấy thước mình đo tầm vận động ở cổ tay trái, thì tầm vận động của tay thì có 4 cái cử động, đó là gập, duỗi, nghiêng trụ và nghiêng quay, thì mình sẽ đo hết, đó là gập 0-40 độ, duỗi là 0-25 độ, nghiêng trụ là 0-25 độ, nghiêng quay là 0-10 độ. Đây là hạn chế hết nha các bạn. Thường là gặp là 90 độ nè, bình thường nha. Gặp là từ 0-90, duỗi cũng 0-90, nghiêng trụ là 0-30, nghiêng quay là 0-20. Bệnh nhân này gặp duỗi, nghiêng trụ, nghiêng quay là đều hạn chế hết. Rồi mình sẽ đo thêm cái tầm nữa, đó là tầm vận động sắp ngửa cẳng tay trái. Phải động tác sắp ngửa nha, ảnh hưởng sắp ngửa đó. Thì sắp là 0-75, ngửa là 0-75, cũng hạn chế luôn, bình thường là 0-90 nha các bạn. Nói chung là bệnh nhân có hạn chế 6 cử động: gập, duỗi, nghiêng trụ, nghiêng quay, sắp, ngửa, cản tay. Và bệnh nhân có đau và có sưng ở cổ tay. Nha. Đó.
Rồi mình thử tiếp sức cơ. Thì sức cơ ở cổ tay là yếu luôn, gập là 3/5, duỗi là 3/5. Sức cơ của bàn tay trái cũng yếu luôn nha, là chỉ có 3/5 thôi. Nha, sức cơ 3/5 nha các bạn. Tức là nguyên nhân này hiện tại là có đau nè, có sưng nè ở cổ tay và bàn tay trái. Có hạn chế tầm vận động ở cổ tay trái, đó là gập, duỗi, nghiêng trụ, nghiêng quay. Có hạn chế sắp ngửa cẳng tay trái nha, và có sức cơ và bàn tay. Đó mấy quá thường tôi kể chính là khiếm khuyết đó. Đây là cái xương bệnh nhân nè, gãy rất là đẹp nha. Này nói là gãy không gì lệch hết nha. Bệnh nhân hạn chế cổ tay sắp ngửa là lý do mà bắt động đó. Bệnh nhân bắt động tới 5 tầng rồi thêm mấy tầng bó thuốc nam nữa đó. Bây giờ bệnh nhân vô chúng mình á thì một nguyên nhân đó, giờ mình là biết bệnh nhân muốn gì là đúng không? Thứ nhất là giảm đau nè, giảm sưng nè nha. Lấy lại hết tầm vận động của cổ tay nè và động tác sắp ngửa cẳng tay nè, và lấy bệnh nhân phải phục hồi lại sức mạnh của cơ nha, cổ tay và bàn tay cho bệnh nhân. Đó là mong muốn bệnh nhân đó, mong muốn bệnh nhân cũng chính là mong muốn của thầy thuốc. Rồi hiện tại thì bệnh nhân đi bình thường thì đâu có gãy chân đâu, còn hai chân mà đi cầm nắm ở tay trái là hạn chế thôi nha, không có làm việc bằng tay trái được. Rất may là bệnh nhân này thuận tay phải nha, bệnh nhân làm gì bằng tay phải. Thì cũng lấy thước đo đo đó để khiếm khuyết nè các bạn, đau sưng cổ tay trái, có yếu cơ nha, yếu cơ cổ tay, yếu cơ bàn tay, giới hạn tầm động khớp ở cổ tay. Thì nãy nói rồi đó là tầm động khớp gập duỗi quay, giới hạn tầm vận động khớp sắp ngửa, đây chính là các khiếm khuyết nha các bạn. Rồi mục tiêu là cái này đây, quên tiếp là hạn chế hoạt động, đó là cầm nắm bàn tay trái, hạn chế tham gia là không có làm việc bằng tay trái. Cái này có trong bài viết ra thôi. Thì mục tiêu đây là giảm đau, giảm sưng, tăng sức mạnh của cơ nha, cổ tay, tăng sức mạnh cơ, phục hồi tầm vận động khớp cổ tay và phục hồi tầm vận động sắp ngửa cẳng tay. Thì bây giờ giảm đau, giảm sưng là giống như này, dùng nhiệt nóng nha, kết hợp với xoa bóp kê cao chi và vận động các ngón tay nha, để giảm. Cái này là giảm đau nè, máy quỷ này là giảm sưng nè, mà vừa giảm sưng sẽ giúp cho bệnh nhân giảm đau nhiều hơn nha. Bệnh nhân mà giảm sưng thì chắc chắn là giảm được đau. Rồi yếu cơ thì cơ hiện tại bệnh nhân là 3/5, thì bài tập mình sẽ đưa ra cho bệnh nhân đó là bài tập chủ động tự do, nhớ nha, chủ động tự do là áp dụng cho cơ bậc 3. Cơ của bàn tay cũng là bậc 3/5 nhưng cho nên mình vẫn áp dụng là bài tập chủ động tự do, tức là hiện tại là mình áp dụng bài tập chủ động tự do nha. Nhưng mà thường là sau 2 hoặc 3 tuần thì các bạn thử cơ lại thì mình sẽ tăng bài tập lên, đó là tập có kháng trở. Cái này là nó nói về đoạn sau nha, các bạn không cần làm về đoạn sau, làm tới đây được rồi nha. Nên mà tôi nói thêm nha, và sau khi bệnh nhân lên bậc 4 rồi thì mình vẫn tiếp tục là tập kháng trở để cho bệnh nhân lên bậc 5, thì mục đích cuối cùng của mình là chính là cơ bậc 5 cho bậc 5. Rồi bài kế tiếp là để lấy lại tầm động khớp, thì các bạn chắc chắn là đó là bài tập kéo giãn nha, kéo giãn nhớ nha, ghi giùm tôi là chữ bài có điểm nha. Các bạn chỉ cần ghi bài tập kéo giãn là tôi mừng rồi, ghi khỏi ghi khúc sau cũng được đấy nha. Là bài tập kéo giãn đó, bài tập này là dành cho trường hợp mà bệnh nhân có hạn chế tầm động khớp. Thì mình chỉ coi cái phần mềm nó ngắn lại mình kéo thôi nha, phần mềm nó ngắn, trong đó có cơ đó, ngắn lại mình kéo phần đó. Thì trước khi áp dụng bài tập kéo giãn này thì vẫn là xài nhiệt nóng kết hợp với xoa bóp để cho cơ nó mềm ra mình kéo. Hình như hồi nãy gì hết, thì hồi nãy là thay khớp gối, thì cái này là sau gãy xương, sau gãy xương nha. Cái này là áp dụng nhiều lâm sàng nhiều lắm luôn nha các bạn. Từ sau gãy xương bệnh nhân báo bột rồi bất động thời gian lâu á, thì chắc chắn bệnh nhân vô chúng mình là đầy đủ hết luôn, như luôn nè nha. Đây nè, vừa có yếu cơ, vừa có hạn chế tập động khớp nha, vừa có đau sưng giải quyết này nè. Nếu bệnh nhân đến cho mình càng sớm thì bệnh nhân hồi phục nhanh lắm nha các bạn. Có nhiều người ta không biết, tội nghiệp lắm, người ta không biết là sau khi báo bột xong tháo bột ra là phải đi tập, người ta để tay luôn á, tại ta nói là sợ là cử động lại đó nó gãy lại, để tay cứ ngắt luôn à nha, không dám vận động cái tay gãy luôn, rồi để cái tay đó luôn đó, tới cả năm sau tới mình thì lúc đó là cái cổ luôn cứng
mình không biết làm sao cho lấy lại được cái vận động nha, rất là tội nghiệp bệnh nhân không biết á, cho nên cái này phải tới sớm nha bạn, tháo bột ra phải đến liền đó. Rồi đó là xong tình huống kế tiếp, nãy là mình đi được bốn tình huống rồi đó, có thắc mắc tình huống này không? Tôi còn tình huống nữa cho bạn đã coi luôn, nên học năm tình huống nghỉ nha, chờ mình nờ tinh thần phục hồi tinh thần chịu đi thi, chịu thi phục hồi chức năng. Ngoài tôi nói Nhu là gửi đáp án cho bạn, nhưng mà các bạn học cái này là chịu có lợi cho thi lắm á, chịu trả lời được vài mấy câu khỏi trách nhiệm của tôi á. Lâm sàng kế tiếp là bệnh nhân nam 16 tuổi, em lớp 9, tức là nó bị tai nạn lúc 15 tuổi, lúc đó đang học lớp 9, nhưng nó ở Phụng Hiệp mình, bệnh lý trước đây là không có bệnh gì hết. Cách đây một năm, tức là lúc đó nó 15 tuổi, nó bị tai nạn giao thông nha, nó chạy xe Honda, bị ông già chạy xe Honda đụng nó. Tôi không biết nó chạy xe Honda 100 phân khối hay 50 phân khối, giọng là 50, mới 15 tuổi chạy xe nhân đụng nó nha, sao đó nó bị gãy kín 1/3 dưới xương đùi phải, và nó được nhập viện của viện Nhi Đồng, lúc đó 15 tuổi nhập vô Nhi Đồng, và nó được phẫu thuật kết hợp xương nha, bắt nẹp vít. Rồi năm sau, sau năm thì nó ghé vào Nhi Đồng, nó mổ lần nữa, nó lấy nẹp vít ra nha, sau đó nó nha. Rồi sau phẫu thuật nó cũng tự tập nữa nha, nhưng mà cái khớp gối hiện tại thì nó không gặp được nha, khớp gối cũng đã hạn chế tập động khớp gối đến mình. Mình khám nè, bệnh nhân năm rồi, gãy năm rồi, lành rồi, có mổ sẹo mổ nè nha, 20 cm mặt đứt đùi, khớp gối 10 cm mặt trong cẳng chân, nó quá trời sẹo ha, tại vì nó mổ hai lần á, mổ lần thứ nhất kết hợp xương, mổ lần thứ hai lấy nẹp ra, nó lấy nẹp đẹp hơi sớm nha, vậy cơ đùi của nó teo, cơ đùi bên phải của nó teo nha bạn, sờ vô thì nhão hơn bên trái, đo chu vi nè, đùi bên phải là 55, đùi bên trái là 60, tức là giảm hết dưới nó giảm 5 cm luôn, nó to luôn, nhưng cơ cẳng chân của nó 40 cm và bên trái của nó là bên phải là 40, bên trái là 44. Nói chung là teo cơ đùi, teo cơ cẳng chân nè. Sức cơ cũng 3/5 thôi nha. Cơ tứ đồ đùi là cơ duỗi gối đó, 3/5, cơ gập gối là 3/5 luôn. Tầm động khớp của nó là từ 0, nãy mình nói rồi đó, là từ bình thường là từ 0 đến 100 độ. Tại của nó là 0/40 thôi, nó mất 100 độ luôn nha các bạn. Và mình sẽ lấy lại cho nó như đây nè. Mình sẽ lấy lại cho nó 100 độ gập nè. Mình sẽ lấy lại cho nó sức cơ là từ 3/5 lên 5/5 nè nha. Rồi mình sẽ lấy lại cho nó cái gọi là cái thể tích của cơ đó, khi mà lấy được sức mạnh của cơ chắc chắn mình sẽ lấy được thể tích của cơ, hay là thể tích hay khối lượng cơ đó. Thì đây bạn lấy hết nẹp ra rồi nha bạn, nhưng mà còn hai con cái đinh, hai cái vít đó, lấy cũng được nha bạn, nó dính chỗ này luôn, nó nằm trong xương luôn nha, lấy cũng được nha bạn. Nhớ là em bé này vẫn còn hai cái kim loại trong người, và có một phương pháp vật lý trị liệu là chống chỉ định, đó là sóng ngắn nha, khi có kim loại thì không được chiếu sóng ngắn nha bạn. Nãy tôi nói với bạn là quên cái dùng nhiệt nóng, đó là các bạn chọn một trong nhiều cái luôn nha, rất nhiều cái cụ thể vẫn đưa ra chứ đừng ghi chữ nhiệt nóng chung chung nha. Rồi nãy tôi quên mất tiêu vụ đó nữa. Khiếm khuyết nè, yếu cơ đùi nè, teo cơ đùi nè, teo cơ cẳng chân nè, giới hạn tầm động khớp nè, và có vết sẹo, nhưng mà sẹo lành tốt rồi cho nên không cần điều trị sẹo nữa nha, một năm nay rồi cho nên đâu cần di động sẹo nữa, sẹo động nha, còn sẹo sẹo già rồi thôi, mình được mình điều trị phần trên thôi. Hạn chế hoạt động nè, hạn chế đi lại nè, nó đi không có nhanh, nó đi được nhưng mà đi không nhanh nha, không chạy được, không lên cầu thang được, không lên xuống cầu thang được, không sử dụng xe, không có lái xe máy được. Rồi hạn chế tham gia là các hoạt động trong trường, nó đi học lại nha bạn, nó học lại lớp 10 rồi, và nó không phụ giúp. Rồi mục tiêu của mình là mình sẽ tăng được sức, mình phải tăng sức mạnh của cơ của nó lên nha, từ 3/5 lên 5/5,
Hiện tại là cơ nói 3 trên 5 nha các bạn. Tăng thể tích hay tăng khối lượng của cơ đùi bên phải luôn và phục hồi chức năng tầm đồng khớp gối bên phải. Qua đó mình sẽ phục hồi chức năng đi lại cho nó luôn. Thì bài tập của mình nè. Thứ nhất là bài tập chủ động tự do. Bậc 3 đúng không? Cho nên mình áp dụng bài tập chủ động tự do. Rồi để lấy lại tầm đồng khớp gối cho nó thì mình sẽ áp dụng bài tập kéo giãn. Nhớ nha, bài kéo giãn nha. Và trước khi kéo giãn thì mình sẽ dùng xoa bóp hoặc là nhiệt nóng. Nhiệt nóng này thì mình sẽ chống chỉ định sống ngắn. Phải nói là có kim loại á. Thì các bạn có thể dùng siêu âm điều trị nè, được nè. Bạn dùng mà cái cơ đùi á, nó cơ đùi nó rất là dày cho nên mình sẽ dùng nhiệt nóng sâu. Thì nếu mà không xài được sống ngắn thì mình xài siêu âm. Còn nhiệt nóng nông thì nó không áp hơi nha bạn. Nhiệt nóng nông thì nãy mình học đó, mình ôn lại đó, có hồng ngoại nè, có túi trùng nóng đó. Thì cái đó dành cho trường hợp mà cơ mà nó mỏng á nha. Và hướng dẫn cho nó đi lại. Thì đó xong rồi đó, có nhiêu đó. Nha, hướng dẫn cho nó đi nha bạn. Thường khi mà bệnh nhân gãy chân á thì nãy nói đó, bệnh nhân có chân đi khập khiễng đó. Nó sẽ đi á, thì nó sẽ dồn cái lực qua chân bên trái thì nó sẽ gãy lại chân bên phải á. Nha, người gãy xương rồi chắc sợ bị gãy xương lại. Khi mà gãy thì nó sẽ đi, nó dồn cái lực. Nó đi gọi là đi khập khiễng. Cho nên mình sẽ hướng dẫn cho nó là nó sẽ đi chân phải. Thì nó cho bé này là 1-2 tháng xuất viện rồi nha, ra viện rồi, tốt rồi, phục hồi lại được hết rồi. Rồi đó là giới thiệu cho các bạn 5 tình huống thôi nha các bạn, mình thi cái tình huống 1 rồi. Còn tôi giới thiệu cho các bạn tình huống vào thứ nha, mình sẽ học bài não và một tình huống về cục chi. Thứ tư, bác sĩ Hải xin giới thiệu cục chi cho tôi, dành một tình huống cục chi giới thiệu cho bạn chiều thứ năm, và bác sĩ Nhu sẽ giới thiệu cái phần lý thuyết vào tối thứ tư. Nên thứ năm tôi giới thiệu cho bạn tình huống bại não. Và đó là giới thiệu xong cho bạn 5 tình huống sau chấn thương, và mình sẽ thi giống vậy đó nha, kế hoạch nha bạn, coi sẵn trên giấy và phát cho mọi bạn một tờ, các bạn sẽ ngồi viết nhanh lắm, nói 30 phút cho mấy đứa viết có 10 phút là xong rồi. Rồi môn chấm điểm luôn, công bố điểm thì lần và vô điểm vô cái quản lý thực hành lâm sàng trên web của trường á. Rồi các bạn có ý kiến gì không, thắc mắc đi, hỏi đi hết rồi, không ai hỏi chân vậy. Có thắc mắc gì không bạn? Mình nghỉ nha. Tụi em cảm ơn thầy ạ. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe nha. Để nghỉ đi cho lớp N nó tập trung chiều thi.